Xin kính chào tất cả bà con, cô bác, cô chú, quý anh chị quay trở lại kênh YouTube của Ma Cao Đồ Bãi trong video buổi sáng thứ tư ngày 20 tháng 11, và một ngày rất là đặc biệt đó nha. Ngày 20 tháng 11 là ngày hiến chương, ngày tri ân các thầy cô giáo trong ngành giáo dục. Một ngày 20 tháng 11 kính chúc tất cả các thầy cô giáo trên mọi miền Tổ quốc thật là nhiều sức khỏe và công tác tốt để nuôi dạy, để dạy các bạn học sinh những cái kiến thức bổ ích trong cuộc sống các bác nhé. Vâng, thì cũng kính chúc tất cả các bác đang xem video cũng như theo dõi kênh của vợ chồng em một ngày mới thật là nhiều bình an. Em lại tiếp tục lên video, thì xin lỗi các bác, mấy hôm vừa rồi em bị ngã xe các bạn, bị ngã xe máy nên là không lên video các bác được, thì chân nó hơi đau, hôm nay nó cũng đỡ đỡ rồi, thì mong các bác thông cảm vậy nhá. Thì bác bảo sẽ xem video thì ủng hộ vợ chồng em lúc này, bác nào chưa đăng ký kênh thì cho vợ chồng em xin một đăng ký kênh, cảm ơn các bác rất là nhiều. Thì vẫn như mọi sáng em vẫn nên nối cơm điện là chính nhá, nối cơm điện là chính. Thì trong tuần này thì hàng nó đã về rồi nhưng mà vì em bị ngã xe nên không nên đều đều các bác được, nên mà từ hôm nay trở đi thì em sẽ lên hàng đều đều cho các bác nhá. Đây là số điện thoại cộng Zalo mua hàng nhá, em 0969885008 nhá. Đấy, thì tất cả hàng em bán là hàng đã qua sử dụng rồi, hàng bãi mà các bác, là hàng bãi thì không thể tránh khỏi những vết xước móp bên trong hay bên ngoài hao mòn theo thời gian đó nhá. Và tất cả hàng đều được sự đáp 110V. Bên em bán hàng không nhận cọc, không nhận cọc, các bác lưu ý không nhận cọc. Em bán hàng bao ship toàn quốc, nhận hàng đồng quyền, kiểm tra hàng sau đó thanh toán. Em bán hàng có bảo hành, các sản phẩm trên 500.000 bảo hành 3 tháng, những sản phẩm dưới 500.000 bảo hành 1 tháng, các bác lưu ý như thế nhá. Bán hàng có bảo hành, có dọn dẹp, có bao ship nên giá thành nó sẽ nhỉnh hơn các bên bán buôn một chút xíu, các bác lưu ý cân nhắc kỹ trước khi mua. Các bác nên tìm hiểu kỹ trước khi mua về dung tích 1 lít, 1 lít nấu tối đa là 3 non gạo hay là 3 bát con gạo nhá. Đấy là 1 lít nấu tối đa 1 kg gạo hay là 1 lít rưỡi, 1 lít 8 thì nấu bao nhiêu gạo thì các bác tìm hiểu nhá. Thì về màu sắc, về dung tích, về các chủng loại của thương hiệu của hàng hóa thì tìm hiểu thật kỹ trước khi mua, tránh tình trạng là mua về lại to nhỏ hay là màu này tôi thích, màu kia tôi không thích. Đấy, vậy em bán hàng không nhận cọc thì các bác lưu ý. Ngoài ra thì em có bán thêm cái bộ đổi điện của công ty của Nam Standard Việt Nam, công suất 2 kVA, 3 kVA, quả dây nhôm, dây đồng, các bác lưu ý nhá. Em bán dây nhôm là dây nhôm, dây đồng là dây đồng nhá, không có chuyện là nhập nhằng các bác mua dây đồng em gửi dây nhôm đâu. Đấy, thực sự em nói các bác là vài trăm nghìn ăn nó cũng hết thôi. Đấy, chỉ nắm đúng đủ là ăn chán rồi, không cần phải làm náo nếu đâu. Đấy, em bán dây đồng là dây đồng, dây nhôm là dây nhôm, bạn lưu ý như thế chú em. Nhiều bác lại bảo là để tôi tháo, tôi xem là tháo ra thì đằng sau nó có tem bảo hành, các bác không thể tháo được. Đơn giản nhất các bác lấy đèn pin, bác soi như đây. Đấy, dây đồng thì nó rất là vàng, nó vàng chóe, còn dây nhôm thì nó có phủ email, cái phun nước cái điện ở ngoài thì nó vẫn màu tối tối nhá, màu xỉn xỉn, màu máu chó. Đấy, em nói thật như thế. Còn cái màu đồng nó vàng chóe luôn, chỉ cần soi qua cái đèn này các bác nhìn thấy rồi, không cần phải bóc ra đâu. Đấy, còn em nói thật, em nói một là một, hai là hai. Đấy, dây đồng là dây đồng, dây nhôm là dây nhôm các bác nhá. Đấy, có giá đây, dây đồng, dây nhôm, vỏ sắt, vỏ nhựa. Thì bác lưu ý là nếu mà mình chưa có bộ đổi điện mà thấy giá thành nó phù hợp thì ủng hộ thêm vợ chồng em một đổi điện nhá. Đấy, đây là mẫu vỏ sắt này, vỏ sắt hai bên là điện đều điện 100V này, giữa là công tắc nhá, điện 100V này, vỏ sắt có quai sách ở trên. Còn đây là mẫu vỏ nhựa, vỏ nhựa này màu trắng nhá, vỏ nhựa đắt hơn vỏ sắt là 50.000, vỏ nhựa đây. Đấy, vỏ nhựa đắt hơn vỏ sắt 50.000 đó nhá. Đấy, đây là mẫu vỏ nhựa, ok chưa? Đấy, vỏ nhựa đắt hơn vỏ sắt 50.000 đó nhá. Đây, vỏ sắt đây, vỏ nhựa đây, đây là mẫu vỏ nhựa các bác nhá. Ngoài ra thì em có bán thêm cái muôi nhá, em có bán thêm cái muôi của Nhật 50.000 một cái nhá. Em bán thêm không phải tặng kèm, cho bác lưu ý, em bán không phải tặng nhá, không thì có bác nhiều bác là cứ mua được cái nồi xong rồi cứ bảo tặng tôi cái muôi, không, nó không tặng thì quay ra nói qua nói lại nó mất tình cảm của cả hai bên đi. Thì em nói luôn là em bán không tặng nhá, cái nào bảo tặng là tặng, cái nào không tặng là không tặng, được chưa? 50.000 một cái nhá, nguồn gốc chuẩn nội địa Nhật nhá, Mỹ ra 50.000 một cái nhá. Bác mua kèm với nồi hay nguồn hay cái gì em đóng cùng thì không mất tiền ship, còn bác mua đơn lẻ 1 2 3 4 5 cái muôi thì bác vui nào là thanh toán tiền muôi cộng tiền ship nhá. Vậy mỗi cái muôi chỉ lại mấy ngàn đồng thôi. Bác lưu ý thế. Em lên luôn nhá. Đầu tiên em bác một con màu đỏ này. Nên bác một con màu đỏ cho nó rực rỡ này. Một em Hitachi con này chưa dùng đâu nhá, chưa dùng đâu. Em cái làm một kết các bác như vậy, một con này còn chưa dùng, chưa sử dụng một tí nào luôn. Đấy. Này, một em Hitachi sản xuất năm 2022 nhá, đáp rất cao nhá, 2022, dung tích 1 lít điện 100V có 1.400 này, 2022 nhá, chưa dùng. Các bác nhìn đáy này, quạt gió này. Đấy, chưa dùng một tí nào luôn nhá. Con này em đảm bảo các chưa dùng một tí nào. 8 giờ, con này chưa chỉnh giờ, em chỉnh giờ con luôn. Bây giờ là 6 giờ 54. Năm năm đi. Đấy, mới tinh nhé, màn hình sáng bóng luôn.
Nấu này. Điện đó ngon mạnh nha, test cơm không xì nhau nhá. Con nào xì em báo xì, con nào không xì báo không xì nhá. Đấy. Nghỉ này. Hâm cơm ở bên ngoài nhá, lúc bên ngoài nhá. Con này mới tinh không chưa dán cái tem nhãn nhá, có cần thì dán tem, em dán tem cho các bác. Đấy. Để nó nguyên bản này. Đây là cơm chín này. Đấy. Nấu này. Ok chưa ạ? Ủy tất cả các phím hoạt động tốt các nhá, chuông quả câu to. Đấy. Dây còn hút tốt này. Đây vận chuyển lên một tí đây nhá, hàng bãi mà. Đây một tí sữa ở đây. Con này mặt đẹp này. Màn hình sáng bóng luôn này. Đấy. Nhìn thấy chưa? Mặt trước đẹp nguyên này. Đấy. Một tí sữa ở chỗ nắp hơi này nhá. 6:55 phút này. Nè, đi bên trong. Đây. Em bảo chưa dùng là chưa dùng mà. Chưa dùng các bác nhá. Chưa dùng đời 2022, cao tần áp suất bi nhá. Đấy, mới tinh. Không xì nhá. Đấy. Đấy đây, đấy, có sức một tí này. Bún nó còn sạch sẽ này. Bên trong sạch bóng này. 2022 các bác nhá. Nồng gân gai nhá. Dưới này. Trên này. Mới tinh. Mã số 1. Mó đỏ quá nhá. Mạnh dạn để các bác 1,3 triệu đi. Mã số 1 ngày 20 tháng 11 đấy các bác, 1,3 triệu giá này cả ship rồi nhá, bảo hành 3 tháng các bác nhá. Bao xì nhá. Hitachi thì thiên về dòng cơm mềm cơm ướt các bác nhá. Đấy, mỗi một dòng nó sẽ nấu ra một kiểu cơm khác nhau, mong lưu ý như thế. Tiếp theo các bác một em banana van dài màu trắng nhá. Con này có chức năng nấu cơm cháy rồi, chắc phải trên đời 13 là 17 cơ mà. Hàng sản xuất 2017 nhá, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1.200W nhá, thành phần bốn quanh đây có những vết xước này. Vết xước nhá. Đấy nên là không bị bữa con này thì pin nguyên bản. Con kia pin nguyên bản, con này pin nguyên bản nhá, hôm qua em tháo ra để em nắn những cái phần móp móp ở đây chứ không phải là thay pin. Con này pin nguyên bản nhá, mặt mũi đây. 6:54 phút này, con nào hết pin thay pin nhá các bác nhá. Tất cả sẽ dán tem nhãn như này. Đấy bác như con Hitachi bác nào cần dán tem thì em dán tem nhá. Bác vào xem video ủng hộ vợ chồng em lúc này, bác nào chưa đăng ký kênh thì cho vợ chồng em xin một đăng ký kênh, bác nào tin yêu thì cho vợ chồng em xin một lượt chia sẻ. Và mua hàng thì chỉ tiếp có số điện thoại 0969885008 nhé, gọi điện trực tiếp em không chốt hàng trên YouTube nữa nhé. Đấy. Bana van dài phun xương bùa rất là mới này. Rất là mới trắng nhá. Đây U15 thì như này nhá, không có cái nắp hơi này, hoặc là nắp hờ hờ như này thì nó sẽ U15 nhá. Đây U15 này đóng vào là hết này. Ok chưa ạ? Đấy, U15 là ở cái nắp hơn này nhá. Thủy này. Hâm này. Banana là cái bền của nhá. Thủy này. Hẹn giờ cơm chín này. Giờ. Phút. À. Nấu. Thủy. Menu. Các phím hoạt động tốt, chuông còi kêu to. Đấy. Dây lợi còn đẹp này. Dây còn đẹp nhá. Cót phút tốt. Được chưa ạ? Thành quách bóng quanh thì có những vết cấn móp sức mờ nhá. Do quá trình sử dụng và hàng bãi mà thì nó có những cái hao mòn nhất định, thì các mua hàng cũ hàng bãi thì cũng hoan hỉ ngay từ ban đầu là xác định ngay là có những vết cấn móc. Con này được cái mặt trên thì đẹp này, 2017 nhá, 2017 đời cao, có chức năng nấu cơm cháy doang xanh này, doang xanh đẹp nhá, doang xanh đẹp. Xong đẹp nhá. Một vài điểm chấm cám, có chấm đâu. Đấy một hai điểm chấm cám nhỏ xíu, cơm thì không dính được đâu nhá. Đấy nông nghèo nông sượt ở hông này. Một vài điểm chấm cám nhỏ xíu nhá. Có chấm cám mở xíu này. Nhưng quay kỹ nét các bác cứ ngắm nhá. Đấy cùng thẩm định, quan trọng nhất cái nòng nồi. Đấy, em nhiều lúc ông tả nó không hết được, mong có thông cảm vậy. Thì các bác cứ xem trên video em quay rất kỹ rồi. Các bác cứ mua trên thì xem trên video, không có quay chụp đơn lẻ từng cái một đâu nhá. Con lưu ý như thế giúp em.
Mấy hôm rồi thì thực sự là hôm đây, đi làm về buổi tối bị cái dây điện thoại nó mắc ngang đường ạ, nó quặc vào đầu, nó ngã xuống. May là chỉ sơ sát một chút xíu thôi. Sạch sẽ nhá, viên inox nhá. Nòng nồi này đạt rồi, có nhạo bánh cơm tuyến một vài điểm chấm cám nhỏ xíu van dài nhá, đời cao 2017, ngoại hình thành vách đẹp này. Đấy, để các bác 870.000 cả ship được không nhá, 870.000 mã số 2 20 tháng 1, 870. Đấy, giá mềm mềm quá nhá. Này, để rẻ cho bác một con lít 8 này, dành gia đình đông người này, lít 8 nhá. Mặt trên thì có cấn móp nhiều này, có cấn móp nhiều nhá. Đấy, cấn móp nhiều ở mặt trên này. 7 giờ này. Thành vách bốn quanh cũng có cấn móp nhiều nhá. Có cấn móp nhiều. Đấy. Sản xuất năm 2016 nhá, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1295W nhá, Made in Japan, lại thành vách có cấn móp nhá. Mặt mũi đây. Điện đóng ngon này. Lít 8 nhá. Loang đây, đấy, loang mềm này. Đây nhắn nhấm một tí chỗ này nhá, bên trong nhá. Nhìn thấy chưa? Mềm này. Mặt trong này. Để cái nòng xoong này đẹp các bác nhá, nòng xoong này đẹp. Sạch sẽ này. Bên trong này. Không chấm trọng nhá. Không chấm trọng. Được chưa? Không chấm trọng nhá. Để các bác nhịn đóng ngon này, con này lên rồi mà, nên 1,5 triệu đúng không? Nếu mắc 1.430.000 đấy. Vẫn bao ship nhé, bảo hành 3 tháng. Đấy, nhạc nhẽo chuông còi đầy đủ nhé. Ngoại hình nó hơi xấu một tí. Không, nó không xấu đâu, nó chỉ xước một tí chút xíu thôi coi nhé. Đấy, chứ không phải là xấu nhiều đâu. Thủy này, hâm cơm muốn giữ 3 giây nhé. Đấy, ok, hâm cơm 8 phút này. Các phím hoạt động tốt, chuông còi kêu to. Menu. Đấy, dây còn đẹp. 1.420. 1.420.000 cả ship thôi nhá. Đấy, ship con này sẽ mất khoảng tầm 78.000, 63 đến 78 tùy khu vực, rẻ nhất là 63.000. Phải đóng thùng to quá nhá. Mã số 3. Ngày 20 tháng 11 được bác 1.420 nít 8 nhá. Lưu ý nít 8 giúp em. Đấy, thành quách đây. Nít 8 nhá. Số 3 nên các bác một em Tiger này. Tiger có chức năng nổ gom cháy nhưng còn thay pin rồi. Con là chưa thay pin, con này vẫn pin nguyên bản. Nhầm. Hôm qua chỉ tháo ra vệ sinh đáy thôi, chứ vậy không không thể phải thay pin. Nấu đây. Đấy. Tiger nhá, con này nó không hiện phút từ ban đầu đâu các nhá, 15 phút cuối nó mới hiện. Nấu này. Hủy này. Hâm này, đấy, hâm này. Hủy này. Hẹn giờ cơm chín này. Nấu đèn xanh rồi nhá. Hủy. Đấy, phím cơm cháy nữa các nhá. Các phím hoạt động tốt, chuông còi kêu to. Dây còn đẹp này, dây còn đẹp nhá. Dây còn đẹp. Cót hút tốt. 7 giờ không 1 phút thành phách đây. Sản xuất năm 2012, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1210W, made in Japan, thành phách bốn quanh đây. Có những vết cấn sức móp mờ nhẹ nhá. Đây, mép này hàn hàn này. Tiger. Màn hình sáng quắc này, 7 giờ không 1 phút ở mặt trên này. Cũng có một vài điểm cấn này. Mà nún chrome một rất đẹp này. Để bên trong nhá, quan trọng là bên trong đây, lòng như mới nhá. Đây cái lòng như mới này. Nhìn thấy chưa? Cái lòng như mới nhá. Cũng có vết chấm chóc ở nhá, xước môi xước lông mè, xước quá dụng là mờ mờ mấy điểm thôi, còn tất cả bóng nhẫy này. Như này, bóng nhẫy nhá. Bóng nhẫy luôn, đây mặt sau đây. Đấy, mặt sau đây có xước tí nhá, bốn quanh sạch sẽ này. Bốn quanh sạch sẽ nhá. Răng xanh. Răng đây. Răng xanh mềm nhá, răng xanh mềm được chưa? Răng xanh mềm. Trong này sạch bóng này, mà nhìn cái đèn mà sáng bóng luôn. Bên trên đây.
Nòng cực kỳ đẹp nhá, có chức năng nấu cơm cháy. Sản xuất 2012, nòng rất đẹp luôn. Không thể đẹp hơn được rồi. Tiger. Mã số 4. Ngày 20 tháng 11 được bác 670. Nòng cực kỳ đẹp quá nhá. Loang xanh nòng đẹp. Đây. 670.000. Được chưa? 670.000. Nòng cực kỳ đẹp luôn. Tiếp theo này bác, em Mitsubishi màu đỏ này. Mitsubishi màu đỏ. Sản xuất năm 2013, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1270W, sản cách bốn quanh đây. Mặt trên này có xước nhẹ nhẹ nhá. Vận chuyển mà các bác, vận chuyển. Có xước nhẹ, hôm nay có cả robot nhá, e-robot. Rồi có cả đề bốt EcoVac nhá, bác nào thích điều khiển có điều khiển nhá, bác nào mà thích robot Roomba có hẹn giờ nhá. Đấy, đầu 577. Mặt trên này 7:06 này. Có xước mờ mờ nhá. Đấy. Nhưng đổ lại con này xong rong rất đẹp này. Rong đây, rong xanh mướt nhá. Rong xanh mướt. Sạch sẽ này. Đấy. Nòng cực kỳ dày nhá, nòng cực kỳ dày. Nòng dày nhá, ngoài sạch sẽ. Nòng dày nhá, vì con này nó sử dụng cả nòng carbon mà nên nó phải làm dày. Nòng phải dày không có xỉ nhá. Đấy, bên trong này. Sạch bóng này. Đấy. Trên hông này thôi nhá, xước một tí trên hông này. Còn trong này sạch sẽ này. Bóng nhẫy nhá. Nòng cực kỳ dày nhá các bác nhá, nòng cực kỳ dày. Nòng cực kỳ dày. Sạch sẽ nòng dày nhá. Đấy, bên trong này sạch bóng này. Đấy. Điện nó ngon lành các bác nhá, yên tâm. Để em cắm điện bác xem. Ừ, 48 phút này. Hủy này. Hâm này. Đấy. Hủy này, hẹn giờ cơm chín này, giờ út này. Nấu này. Hủy này. Chọn gạo này. Đấy. Các phím hoạt động tốt lắm nhá, chuông còi kêu to. Được chưa? Để bác 700.000 nhá. 700.000, 609 đi. Mã số 5. Ngày 20 tháng 11. 690 các nhá, 690.000 đi. Cho số cho đẹp. 6996. Nên mong em Hitachi nhá. Hitachi cao tần áp suất bi đây. 7:06 này. Điện đóng con này không xì nhá, test rồi. Con nào đã lên video này em test rồi nhá. Đấy. Nấu đây. 50 phút này. Hủy này, hâm cơm trong menu nhá. Đấy, hâm cơm này. Hủy này, hẹn giờ cơm chín này. Giờ này, phút này. Nấu này, này đèn sáng quắc nhá. Hủy. Không xì đâu nhá, ngon lành cành đào luôn. À, con này em còn chưa nắn nữa. Này hơi cấn đây tí này. Phải hơi cấn như chỗ này tí này. Này nóng cái này nó dày lắm, không hút được. Cái này phải tháo ra nắn, em sẽ nắn cho các bác nhá. Yên tâm nắn nhá. Nắn chỗ hông này ra này. Sản xuất năm 2020 ạ. Đây, đời rất cao 2020 nhá. Dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1400W. 1400 nhá. Đấy, chỗ này hơi cấn đây, em sẽ tháo nắn cho các bác nhá. Yên tâm, bằng tôn mà. Đẩy cái này ra thôi. Vận chuyển nó móp vào thì mình đẩy nó ra thôi. Để bốn quanh đây. Đấy là không bể vỡ nhá. Đấy, cấn móp nhẹ nhẹ, xước nhẹ nhẹ là có này. Đấy, những chỗ đấy em sẽ tháo nắn cho các bác. Yên tâm, sau video này tháo nắn luôn. Còn sớm mà. Không để các bác chốt thì đây nhá, không em hướng dẫn các bác tháo luôn nhá, hướng dẫn các bác tháo luôn thì để sau nhà mình có cái các bác có cái nồi như này các bác cần tháo nó thì các bác tháo nhá. Đây, ngửa lên, ngửa bụng lên. Đấy, có tô vít để tháo bốn ốc này ra. Hitachi tháo rất dễ nhá, tháo 5 con ốc này ra rồi 4. Đấy. Xin lỗi các bác mấy phút nhá. Thì cũng là hướng dẫn các bác cách tháo nắp luôn, nếu như mà chẳng may là vận chuyển đến nhà mình nó bị cấn thì các bác cũng tháo ra nắn hộ em nhé. Đấy. Đấy, tháo ra. Đấy. Đập nhẹ hai bên hông là nó rơi cái đáy này ra nhá. Rồi đấy ra.
Thôi bác nhìn chị vệ sinh mà quạt gió còn sạch như này cơ mà. Đấy, mâm từ đây. Đấy, mày phải rũ cái này đi cho nó khỏi bụi này. Ok đấy. Tiếp tục nhá. Tháo hai con ốc đằng sau đáy này. Hai con ốc sau đáy để tháo cái đỡ quay ra. Chúng ta làm quen rồi chỉ mấy phút đồng hồ thôi các bạn ạ. Tháo hai cái đỡ quay ra. Tháo này ra. Các bác nâng cái hai cái quay này lên qua cái đỡ quay, kéo ra. Nó có cái cá mà đây. Đấy. Nó ta nhấc được cái này lên. Đấy cũng là hướng dẫn các bác luôn nhá. Xin các bác mấy phút cũng là hướng dẫn luôn. Đấy bên trong ruột nó đây. Các bác có thể ngắm cái ruột nó luôn. Đấy, đẩy ra là ra thôi các bác nhá. Đẩy ra là ra thôi vì nó bằng tôn mà. Inox. Tôn inox nhá. Để em nắn. Nắn là đẹp các bác nhá, nắn là đẹp. Yên tâm. Nắn thì em lấy một cái kìm là cái chuôi kìm ấy. Em lăn nhá, em lăn. Lăn các bác nhá, đừng có đấy, đây bác nhìn thấy chưa? Hết chưa? Đấy, đây bên đấy nhá, còn bên này. Lăn nó đi là nó sạch, hay là nó phẳng ra các bác nhá, đừng gõ nhá, gõ nó nún. Rồi mình sẽ lăn thôi. Lăn. Vì cái này nó tôn nó rất là mỏng mà. Đấy. Về cơ bản thì đây, để dọn sạch sẽ nhá. Nãy còn sớm chỉ mới bác mấy phút thì tháo nắn luôn không? Tháo nắn luôn không là đến lúc lại vội lại quên. Đây, trong đây. Đồng vàng chóe nhá. Tắp lại như thế thôi. Đây, lắp vào này. Như này bác nào mà biết nghề thợ, không cần phải thợ điện mà chỉ biết một chút nghề là tháo ra được. Của em thì cũng có rất nhiều bác khách hàng là nhiệt tình khi gửi đến là bị móp. Đấy. Thì em cũng hướng dẫn các bác là nhờ các bác tháo ra nắn hộ. Đấy. Tháo nắp quay này. Lần lượt nhá. Đấy. Cho bọc cá. Chứ cấn móp là chuyển đi chuyển về thì cũng tội vợ chồng em, đây là vận chuyển thì em bản thân vợ chồng em cũng không muốn, nhưng cái nào mà nó khó quá thì các bác vui lòng gửi về nhá, gửi về giúp em, không ai mong muốn cả. Nhưng mà mình lắp ốc lại thôi. Em có cái khoan pin thì nó làm nó nhanh hơn. Bác ở nhà có cái chỉ có cái tô vít tay thôi, nhưng mà có thì bác khoan nào có vặn tay thì nó hơi chậm hơn tí, nhưng mà thôi không sao. Bọn em làm nhiều thì mình thỉnh thoảng mới làm tí thì không cần. Đấy. Là 2020 bác nhá, 2020. Lắp cái đấy bạn là xong. Đấy, chỉ thao tác mấy phút rồi đúng không ạ? Chắc chỉ 4-5 phút thôi. Ok các bác nhá. Ok 2020 nhá, 2020. Đây giờ sẽ đi vào xong rong này. Điện đóng ngon lành, dây còn đẹp nhá. Hết cấn móp không nhá, hết cấn móp này. À, đẹp luôn này. Tất nhiên là nó không thể đẹp như lúc mới được, đúng không ạ? Nhưng mà trong mức chấp nhận được. Mặt mũi đẹp nhá, 2020. À, rong này. Xanh mướt nhá, không phải bạc. Rong xanh mướt này. Lòng này, không tì vết này. Đáy ngoài đây. Bốn xung quanh đây, bên trong đẹp nhá, trong đẹp. Được chưa? Trong đẹp nhá. Xong, giòn đẹp. 2020 dưới đây, trên đây, giòn rất đẹp nhá, giòn cực kỳ đẹp, xanh mướt này, nắp chống trào đầy đủ nhá. Mã số 6 ngày 20 tháng 11 để bác này bao nhiêu? 780. 780.000 một Hitachi nhá, sản xuất 2020 thì đã 100 công suất 1.400 nhá, long xanh, lòng đẹp.
nên mắc một con Joy GOC này. Con này sản xuất năm 2000 mà. Năm Joy GOC nhá, sản xuất năm 2019 nhá, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1105 W made in Japan nhá. Các bác bấm quanh đây. Đấy. Bấm quanh đây. Vết cấn móp sức mờ là khó tránh khỏi nha, mặt trên đây. 7 giờ 13 phút này, 2019 thôi nhá, 2019. Đấy. Đấy, nhạc chuông còi, nhạc dạo các bác đầy đủ luôn. Dạ. Nấu đây. Do GLC vua đồ bếp Nhật Bản không? Vua đồ bếp Nhật Bản. Đây. Hâm cơm này. Thủy này, menu này. Đấy. Thủy này, hẹn giờ cơm chín này, giờ út. Đấy. Nhạc dạo chuông còi đầy đủ các bác nhá, không thiếu cái gì cả. Em nói luôn về bảo hành nhá, những cái như cái hết pin nếu không bảo hành này, hay những cái còi này lúc về nhà bác dùng một vài tháng nó kêu lúc to lúc bé hay là nó kẹt kẹt thì cái đến cái việc đấy là nhức đầu sổ mũi bên ngoài nhá. Em chỉ bảo hành các bác là gì, một là cơm không chín, hai là báo lỗi, ba là không vào điện đấy, và em không bảo hành cắm nhầm điện các bác nhá. Đấy, cắm nhầm điện là các bác chịu hoàn toàn trách nhiệm, vẫn sửa được nhưng bác phải chi trả nhá, chi trả. Đấy, có việc cắm nhầm điện là không bảo hành ở đâu cũng thế thôi, không ai cắm bảo hành cắm nhầm điện cả. Rất đẹp này, 2019 nhá, có thu tốt. Doang xanh mướt này. Doang xanh mướt 2019 nhá. Do UC cơm mềm, cơm dẻo đây. Nòng đẹp này. 2019 nhá. Để xa quay các bác xem, không chấm chóc nhá. Không chấm chóc. Đấy, giờ nói nó vẫn còn hơi hơi đau đau mồm vì em đập cả cằm xuống dưới đường. Chân thì xước các bác nhá. Muốn quanh này, đáy có xước nhá, đáy có xước. Đấy, có xước nhá, bốn quanh sạch sẽ này, hàng đã qua sử dụng rồi thì khó tránh đâu nhá, khó tránh. Bên trong đẹp nhá, bên trong đẹp, không chấm chóc, chỉ có xước ăn do quá trình sử dụng thôi, sạch sẽ này, trên này trắng bóng này. Đây. 2019 các bác nhá, nó ngon này, mặt mũi đẹp nhá. Mã này để các bác bao nhiêu, mã số 6, mã số 7. Để mất con này là 890.000. 890.000 quá nhá. Đây, 12 nữa bác một con Tiger này. Con này lần này lần thứ 3 là phải. Mặt của nó thì bị xước xước một chút xíu này. Đấy bác nhìn giúp em nhá. Đấy, không xì nhá, Tiger cao tần áp suất 2 bi. Đấy, màn hình LED luôn nhá, viền chrome đây. Có sự bấn xung quanh này, hôm nay nên các bác giá bình dân thôi. Sản xuất 2015 nhá, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W nhá. Đấy, đáy liền là không bể vỡ này. Tiger Chrome. Đấy, mặt trên đây, màn hình sáng này, 7 giờ 18 phút. Được chưa ạ? Ngắm giúp em nhá. Màn hình nét nhá. Có chức năng nấu cơm cháy, xô cháy. Nấu này. Hủy này. Hâm này, hâm có hai chức năng là hâm 6 tiếng và hâm liên tục nhé. Hủy hâm này, hủy này, hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này, nấu này. Các phím hoạt động tốt quá nhá, chuông còi kêu to được chị ạ. Bao zin bao nguyên bản nhà em bán thì em không có sửa chữa được các bác ơi. Thì xưa nay là như thế rồi. Con nào hỏng thì em sẽ xả các bác luôn nhá, hoặc là em lấy đồ. Đấy, cót hơi yếu nhá, hút vẫn hết dây. Màn hình còn sáng nhá, đấy, xước thôi. Màn hình sáng 7 giờ 19 phút này. Đi bên trong. Đây nhá, vẫn tặng các bác một miếng silicon nhá, để về sau này nó có xì thì bác xử lý giúp em nhá. Đây nãy là cái nòng nồi đây, nòng nồi phủ gốm sần dày chín lớp nhá. Đấy, có sức lông mèo ở bên hông này. Nòng phủ gốm sần nhá. Dày chín lớp này. Nhìn thấy chưa? Đấy đẹp nhá, ngoài rất đẹp này. Tiger cao tần áp suất 2 bi nhá, nòng phủ gốm sần. Sạch sẽ nhá. Đấy. Có test dọn nó mất hết rồi, bao xì nhá. Đấy chưa? Loang xanh này, mặt xì thì hơi bị sữa mòn mòn một tí. Áp suất 2 bi, áp suất kép. Mặt sau đây, mặt xì thì hơi mòn một tí nhá. Nói chung là hàng bãi thì nó phải có hao mòn rồi, nó không thể là mới tinh như hàng mới được, đúng không ạ? Chúng ta mua cũng xác định ngay từ ban đầu, mấy em quay qua cũng rất là kỹ càng trên video. Ông bảo xem video ủng hộ chồng em lúc này nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác trong mấy ngày vừa qua là nhà em không lên video được. Đây, cho này đây.
Để bác triệu à, 1 triệu à, triệu là bán triệu 6 à, rưỡi mấy à, 1,4 triệu cho nó bay. Đấy, cơm rất ngon nhau nhá, cơm rất ngon, hai bi mà áp suất kép nhá các bác nhá. Đấy, chẳng qua là nó bị xước ở trên này một chút xíu thôi, không ảnh hưởng gì đến đồ nướng. Đấy, rất giá rất là ok rồi. Mã số 8 ngày 20 tháng 11, 1,4 triệu cả ship luôn nhá, bảo hành 3 tháng ạ. Số 9 lên bác một em Mitsubishi màu trắng này, có lẽ con màu đỏ cho con màu trắng nhé. 7 giờ 19 phút này, 7 giờ 19 phút nhé. Đấy, mặt mũi đây, thành bác bấm quanh đây, có xước này. À, có xước nhá, sản xuất năm 2013 nhá, dung tích 1 lít điện 100V, 1200W, con này 1200W coi nhá, đáy nên là không bể vỡ nhá. Đấy, bấm quanh thành quách đây, có xước này, mặt trên đây, 7 giờ 19 phút nhá, mặt trên đẹp này. Nấu này, điện bon bon nhá, điện đó ngon lành nhá, hủy này, hâm này, hết nồi cơm em sẽ lên robot cho bác nhá, hủy này, hẹn giờ cơm chín này, giờ phút nấu đấy, hủy tất cả các phím hoạt động tốt các nhá, chuông còi kêu to là gì ạ. Giòn này, xanh đẹp nhá, không rách nát nhá, mềm. Đấy, mềm nhá, không rách nha, sách em báo rách nhá. Đấy, mặt trước mặt sau sạch sẽ, nòng đẹp này, nòng đẹp nhá, cũng có một vài điểm chấm cám nhỏ xíu thôi, nòng đẹp nhá. Đấy, nòng đẹp, ngắm giúp em đấy, có xước này, bên trong sạch sẽ này, bên trên này để bác 680.000, số đẹp đẹp các bác nhá. Số 9 ngày 20 tháng 11, 680, cái giá này có cả ship rồi nhá, bảo hành 3 tháng nữa, 690 là 680 em nhỉ, mã số 9 là 680. 10 đây, nên mắc vào cái Tiger có chức năng nấu cơm cháy, xô cháy nhá. 10 đây, mã số 10, 7 giờ 22 phút này, thành các bấm quanh đây, đấy này là không bể vỡ nhá, sản xuất 2019 này, đời rất cao là 2019 này, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W, 2019 nhá, thành các bấm quanh có vết cấn móc sức mờ mờ này, được chưa? 7 giờ 22 phút, màn hình rất sáng, mặt trên còn đẹp này, sức nhẹ nhẹ một chút xíu thôi, màn hình sáng nhá. Nấu đây, hủy này, hâm này, hủy này, đấy, menu trước là nấu ăn này, hủy này, hẹn giờ cơm chín này, giờ này, cút này, nấu đây. Đấy, các phím hoạt động tốt nhá, chuông còi kêu to, 7 giờ 23 phút, pin zin nguyên bản. Đấy, 2019 nhá, màu cà phê, loang đây, loang đây nhá, loang xanh này, sạch sẽ nhá, loang xanh sạch sẽ, hai không mười chín, nòng nồi cũng có 1-2 chấm rồi, ngoài này có xước này, ngoài có xước nhá, 2019 nhá, đấy, trong có một vài điểm chấm cám rồi, rất bóng nhá, rất bóng, nó đẹp xuất sắc ở này cũng không có con nào xuất sắc các bạn. Đấy, được mỗi cái con Hitachi đầu tiên ấy, là nòng đẹp nhất, còn mấy con này thì đời thì cao nhưng mà bị chấm mất mấy chấm, lại 2 chấm nhá, cơm thì không bao giờ dính được đâu, em để xa bác xem này. Đấy, một vài điểm chấm cám này, 2-3 chấm này, bé đấy nhá các bạn nhá, bé thôi, đấy đấy có xước. Trong này, trên này, Hitachi, à, Tiger nhá, Tiger. Hai không mười chín nhá, để có bao nhiêu, 800.000 nhá, 800.000 để nòng này. Nó bị một, bị hai chấm, mã số 10 ngày 20 tháng 11 để bác
800 cả ship nhé. 800 là còn cả ship đấy các bạn. Tính là có 750, 740 thôi. Tiếp theo này các bạn, mít cổ này còn hay thay pin rồi này. Em mít cổ nhá, 7 giờ 22 phút này. Mít cổ nhá. Mặt trên rất đẹp này, không có nứt nhá. 7 giờ 22 phút này. Bốn xung quanh đây. Thành quách thì có xước rồi nhá, có xước rồi. Sản xuất năm 99 này, cực kỳ cổ rồi. Dung tích 1 lít điện 100V này, công suất 1015W. Thành quách bốn quanh có han này nhá. Đấy nên là không bể vỡ qua thay pin rồi mà. Vệ sinh các bác sạch bóng bên trong rồi. Đấy có xước nhá. Mặt trên đẹp này, mít cổ. Con này rất nhiều chức năng nhá. Rất nhiều chức năng. Mít cổ. Nấu không hiện phút các bác nhá. 15 phút cuối mới hiện. Còn không hiện phút ngay từ ban đầu đâu. Bàn này em còn rất nhiều nhá, bàn này em còn rất nhiều. Hủy này. Hầm cơm này. Hủy này. Hiện giờ cơm chín này. Nói chung là các dòng từ cổ đến kim thì hay là như nào thì các cái phím ở ngoài thì nó cũng xem nhau thôi, các chức năng nấu ăn thì nó cũng na ná nhau một tí. Đây cái này là cái gì thì em cũng không rõ đâu, 1 2 3 này 4 đây. Này cái gì đây này? Thực sự là không biết hết ở đâu các bạn. Đấy, các phím cơ bản thì biết thôi, còn nhiều mỗi một dòng nồi nó có một chức năng nấu khác nhau, mình không thể hình dung nó hết được là nó có nấu những cái gì. Nếu mà về vừa nghiên cứu vừa tìm hiểu vừa sử dụng nhá, còn các chức năng cơ bản thì nó ok như thế. Đây đẹp này, có thu tốt. Đi bên trong. Doang mặt inox này. Sáng bóng luôn này, anh sợ không? Doang xanh mướt nhá. Doang xanh mướt. Doang xanh mướt, nó có gì trong này sôi lại lửa to rồi này. Xin lỗi các bác. Đấy, loang xanh đẹp nhá. Sao ở đây? Loang xanh đẹp. Loang xanh đẹp. Nóng nồi đây. Nóng nồi đây. Inox nhá. Nòng này thì không là dày bằng nòng con hôm trước, nhưng mà cũng là nòng dày nhé. Trong dòng heat thì dòng mít này là nòng là dày. Có chấm cám nhỏ ni ti này. Những ánh sao đêm này. Bạn đời ơi, bạn có nghe chăng này. Đấy, có xước ra có chấm nhỏ nhỏ ở trong các bạn nhé. Chấm cám nhỏ xíu bên trong. Được chưa? Bóng nhé, còn bóng này. Ngoài inox này. Cái này để các bác giá bình dân thôi. Đó, thay pin rồi nhá, thay pin rồi. Mặt trên sạch sẽ này, mặt trong sạch sẽ này. Để các bác 490.000 cả ship nhá. 490.000 cả ship ạ. Mặt điện đóm ngon lành, pin chiếc thay rồi. Mặt trên đẹp nhá. 490.000. Mã số 11. 20 tháng 11 490 nhá. Cả ship đấy em ạ. 490. Là con em do dư si mua được Nhật Bản đây, 12. Đấy. Con này thì em đang không thể có nhạc dạo nhá. Tít tít thì vẫn đầy đủ nhá, nhạc dạo thì không thấy. Chạy bon bon nhá. Hủy này, hâm này. Đấy. Hâm mình 8 phút này. Đấy, còi vẫn đầy đủ nhá, nhạc thì hâm vẫn còn nhưng mà cái tiếng nhạc dạo khi ấn phím nấu nó không có. Hẹn giờ cơm chín này, giờ này. Đấy, tít tít có nghe này các bạn, rất rõ ràng. Hủy này, gạo không vo này đấy. Đấy. Chỉ là phím nấu là không có nhạc dạo đằng sau thôi nhá. Đấy, báo các bác rất rõ ràng. Điện đóm ngon lành nhá, dây cót hút hết này. Thành quách bốn quanh đây, sản xuất năm 2014 nhá. Dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1105W, Mỹ in Japan 2014 nhá. Bên này bị xước này. Rất sạch sẽ nhá. Mặt trên này có xước này. 7 giờ 30 phút. Loang này. Loang đây. Mềm nhá, ngắm nhá, không rách nhá. Nòng đây. Nòng ở hông đây.
Hay là chấm chấm ở hông. Có những vết xước ở hông nhá, do quá trình sử dụng. Để bóc giá bình dân thôi, mã cuối nhá. Rồi em lên robot nhá, 12 mã nồi cơm. Bên ngoài này, đáy có xước này, đáy có xước nhá, bốn xung quanh sạch sẽ này. Bên trong này. Hàng cũ hàng bãi thì khó tránh khỏi các bác nhá. Ai cũng muốn là cái hàng đẹp thôi, nhưng mà đã là hàng bãi rồi thì khó tránh khỏi những cái kiểu như này. Bản thân bọn em buôn bán thì cũng muốn hàng đẹp, bán thì được giá đúng không ạ? Dọn dẹp thì nó cũng sạch sẽ nhàn được. Nhưng mà đấy. Đó, hàng hóa thì nó về thì không không biết được các bạn, họ chỉ chụp bọn em nô thì chụp qua qua thôi này, chứ họ cũng không kỹ càng đâu, mà cứ cân nhắc kỹ trước khi mua cho em nhé. Mã số 12 ngày 10 ngày 20 tháng 11 được bác là 620, 620.000 cả ship nhé, tính ra hơn 500 thôi. Một cái nồi cơm điện Nhật do UFC vua đúng Nhật Bản luôn. Ok thì cái nồi cơm là như thế nhé, mai lên tiếp nồi cơm. Thì bây giờ em sẽ dọn chỗ để chuẩn bị cho cái robot nhá, robot em bán bảo hành 1 tháng nhá. Thực ra thì bọn dọn dẹp hết rồi, em chưa bảo hành dài, nhưng bảo hành dài bác mệt lắm, nó chẳng lỗi cái gì đâu, đa phần các bác không biết sử dụng, để nó bẩn quá thôi, bẩn quá thì nó lỗi thôi. Tất cả pin này em đóng pin xịn nhá, đặt pin xịn như băng vuông, pin ni-ông đây em tháo ra bác xem này, pin ni-ông nhá, chứ không phải là pin niken đây là trước nữa. Đấy, pin ni ông thì hiệu suất cao hơn mà sạc nó nhanh hơn nhá, nó an toàn, nó không bị cái chảy cái nước pin vào cái mạch nó hỏng mạch nhá. Tất cả là ống pin ni ông, này đây pin này các bác nhá, toàn bộ đóng pin ni ông hết nhá. Ok chưa ạ? Pin mới tinh nhá, nó pin đồng sale của Samsung nhá, sale Samsung. Tem bảo hành đầy đủ nhá. Ngắm giúp em. Vệ sinh các bác sạch bóng rồi. Giờ bác mua là chỉ có vậy là đóng gửi các bác thôi. Nên em lấy chổi 5 luôn nhá, chổi 3 cạnh. Lắp chổi 3 cạnh mới nhá, đây chổi 3 cạnh mới này. Chổi xịn chính hãng quá nhá. Đấy, tất cả pin biếc em sẽ lắp pin ni ông nhá, con nào cũng thế thôi. Đấy, con này là một con 577 nhá, có chức năng hẹn giờ làm việc. Đấy, hẹn giờ làm việc, đây mặt này. Mặt sau đây nốt còn đẹp nhá, cản trước này, nói chung là hàng cũ hàng bãi nó sử dụng nó đũi vào tường rồi thì những vết xước mờ mờ này nó khó tránh lắm nhá, khó tránh lại liền là không bể vỡ thôi. Ok chị ạ. Đấy, mặt mũi đây. Đấy. Đấy. Đấy, bon bon các bác nhá, để bon bon. Sạc này thì các bác cứ cắm điện sạc 220V cho em thoải mái nhé, cảm biến chống rơi cầu thang này. Windows cái gì? Bác cắm điện 220V, điện 110 thoải mái nhé, 220V cũng được, 100V cũng được, auto volt. Cứ cắm giúp em nhé, cháy em chịu nhé. Nó có 577 nhé, có chức năng hẹn giờ làm việc. Ok chưa? Có chức năng hẹn giờ làm việc nhá. Pin biết ngon lành, đây là pin đóng, pin này sẽ đắt hơn ngon nhá. Nhưng mà thôi vẫn để các bác giá bình dân thôi. 1.650.000 nhá, cả ship nhá. Mã số 14 ngày 10 ngày 20 tháng 11 1.650.000. Giá này cả ship nhá. Đấy, giá này cả ship. Nó cũng đẹp như nhau thôi. Đấy, tất cả đóng pin này đóng pin xịn hết. Xeo xeo Samsung nhá. Đấy. Tiếp theo. Đây. Con này là con 620 nhá. Đấy, con này em chưa lắp chổi đâu. Để định tháo ra cho bác xem pin nhưng mà thôi, chắc không không tháo nữa. Vì tất cả pin em đều lắp một loại mà. Đặt một chỗ người ta đóng hết pin xịn nhá.
hiệu suất nó cao hơn thì nó sẽ sạc nó nhanh hơn mà và sạc nhanh hơn và nó sử dụng nó an toàn, nó không bị cái nước pin nó chảy vào giống như pin niken đâu nhá, đắt hơn một tí nhưng thôi mình lợi nhuận nó thấp hơn một chút xíu nhưng mà bác thì nó an toàn. Chổi nắp chổi xịn nhá, chổi chổi xịn luôn. Con này là con 577 à, con 620 này. Tất cả này lau đi là sạch thôi không nhá, xước sát rất là ít. Đấy, đây. Ngắm giúp em nhá, mặt dưới đây nốt còn đẹp nhá, nhưng là hàng cũ hàng bãi những cái nốt nó hơi mòn mòn một tí cũng khó tránh khỏi quá nhá, về tổng thể là còn ok. Dạ. Đúng. Những cái đồ này trên mạng họ bán rất nhiều nhá, họ bán rất nhiều về cái phụ tùng của nó, như đôi nốt này như là có 40.000 này, những cái chổi có mười mấy nghìn thôi, nô nữa cũng thế đầy đủ hết nhá. Đấy. Cảm biến chống rơi cầu thang đầy đủ nhá. Ok chị ạ. Đấy. Đấy. Vào sạc đã nhá. Hết pin tự động vào sạc các bác nhá. Bác để cái sạc này sát ở chân tường, xong cố định cái sạc vào để chỗ thoáng nhá. Và đến khi bắt đầu khởi động robot thì để robot ở cái sạc nào mà chúng ta khởi động đi để nó nhớ được vị trí cái ngôi nhà ấy. Đây đây là ngôi nhà của nó này, đây, ngôi nhà của nó. Thì đến khi nó hết điện thì nó sẽ biết được đường về nhà nhá các nhá. Thì bác này thả một đầu, cái nhà bác rộng nó thả một đầu, ông sạc nó để một đầu, nhiều lúc nó không tìm được về nơi. Ok chị ạ. 620 nhá. Để bác này 1 triệu 6 nhá, con này không hẹn giờ là 1 triệu 6. 15. Ngày mùng 20 tháng 11, 1.650.000. 1 triệu 6 nhé quên, 1 triệu 6 gà ship thôi nhé, 1 triệu 6 gà ship đấy. 1 triệu 6 gà ship nhé. Tiếp theo một con 577 này, có chức năng hẹn giờ đây, làm việc đây. Con này đẹp hơn nhé, con này không bị xước mấy này. Bác nhìn này, con này đẹp hơn cái con số 14 thì giá nó sẽ nhỉnh hơn một tí nha các bạn nhá. Đấy đây, con này cũng chưa nắp chổi này. Cản trước của nó không bị xước nhá, cản trước không bị xước mấy này. Đấy, cản trước không bị xước mấy. Con này dưới cũng sạch sẽ hơn nhá, nốt đẹp hơn thì con này bán giá nó sẽ cao hơn nếu nắp có chổi ba cạnh mà. Nó xem chạy luôn. Chổi ba cạnh. Bon bon, con nào cũng chạy êm nhé, yên tâm. Đây là hàng lựa chọn tuyển chọn hết rồi. Mới chỉ là một đầu mối mới thôi nhé, để tuyển thử mấy con này về. Thực ra lấy 8 con. Thì hôm qua có một bác khách dặn lấy 4 con rồi. Bác lấy 4 con rồi. Ok chưa ạ? Lấy 4 con rồi. Đấy, ngon lành nhá, về sạc này. Con này đẹp hơn các bác nhá, xin các bác giá 1.730.000 được chưa? 1.730.000 nhá, mã số 15-16 ngày 20 tháng 11, 1.730.000 đấy, đẹp hơn con kia nhiều các bác nhá. 1.730.000 thì cả chất nó không bị xước mấy. Nói chung về còn mên miếc này em tháo ra, em vệ sinh các bác sạch bóng rồi, thì bóng rồi mấy hôm rồi đau chân là nằm mà ngồi ở nhà không đi làm được thì tháo ra vệ sinh mắc bên bên rất sạch bóng, bên trong đều có dán tem bảo hành rồi nhá, đợt này làm là dán tem hết rồi nhá, tránh tình trạng này, sau này bảo hành bảo trì nó khó được chưa. Pin tất cả pin neon, pin neon nhá. Đây một con robot Ecovac này, con này thì ở trên mặt kính nó sẽ không chạy được, tại vì những cái cảm biến đây này, cảm biến nó đây nó lại soi thẳng xuống dưới,
nó không phải soi check, nên là khi xuống mặt kính này nó tưởng là đang là ở cảm biến dưới chống rơi cầu thang đấy, ở bên ngoài nó không có cái gì thì nó sẽ không chạy đấy, em sẽ cho nó ở chạy ở dưới đất nhé. Mà các bác chúc ạ. Con này thì em đã mua, con này em đã mua điều khiển các bác rồi đây, điều khiển mới tinh nhá. Để về bác sử dụng không cần phải áp biết gì, có các bác kết nối áp thì phải cần phải có điều khiển này đây, bằng cách là đi set lại wifi nhá. Đấy con này mới tinh chưa bóc siêu nhá, để về các bác bóc nhá. 265.000 cái điều khiển này đấy. Đấy, thực sự các bác như vậy. Đây con này thì nó chỉ ở dưới này thì chạy thoải mái, trên này thì có những cái mặt kính này nó không chạy được, nó báo lỗi. Đấy, nó không như dòng khác. Đây còn nếu các bác muốn chạy trên mặt bàn thì em cho nó chạy trên miếng xốp nhá. Vì đây nó tưởng là cái mặt kính này, à cái mặt kính này nó là cái điểm chống. Đây. Mình cho nó chạy trên cái này thì vẫn ok thôi. Đây. Chạy trên cái xốp này thoải mái nhá. Này. Được chưa? Đấy, nó ra nơi nó vẫn dừng lại nhá. Đấy, thấy chưa? Cảm biến chống rơi cầu thang nhá. Đấy. Xuống mặt kính này nó không chạy được. Vì nó tưởng cái mặt kính bên dưới này là cái khoảng không thì nó sẽ báo lỗi. Đấy, còn ở trên cái bề mặt mà không, nó không soi được sâu dưới ấy, nó ra cầu thang ấy, thì nó sẽ ok. Ra cầu thang thì nó nhìn dưới phát nó dừng lại giống như cái này. Đấy, ra đây nó dừng lại luôn, nó quay lại. Ok chưa? Đấy. Dừng nào. Đấy. Ok nhá. Điều khiển ngon này nhá, ấn chạy này. Đấy. Robot Ecovac để bot nhá. Con này có chức, có điều khiển, có kết nối wifi nhá. Mà có muốn kết nối được wifi thì các bác bắt buộc phải có điều khiển này. Đấy, em đã mua điều khiển các bác rồi. Đấy, chổi chiếc còn đẹp này. Chổi chiếc còn đẹp nhá. Nốt còn mới tinh này, nốt mới tinh nhá. Con này em đang sử dụng rất nhiều rồi, chạy khoa này. Em lên rồi nhưng mà không có điều khiển các bác không mua. Em phải mua cái điều khiển về để cho các bác, em đang sử dụng cái này rất là nhiều ở nhà em rồi. Đấy. Để vệ sinh cho các bác sạch bóng trước khi gửi nhá, yên tâm. Đấy. Con này là con DN622 nhá. Ở trên app của nó là con D79. Hay con N79 nhá. Đấy. Yên tâm pin bao chạy các bác trên 60 phút nhá. Đấy. Đốc sạc đầy đủ. Đốc sạc nguyên bản là đốc sạc xịn zin của hãng nhá. Đây. Được chưa ạ? Đầy đủ đốc sạc adapter luôn nhá. Adapter cắm trực tiếp điện 220V nhá. Adapter. Pin cũ thì trả cho các bác nhá. Pin cũ thì em trả cho các bác. Pin cũ đây. Đấy. Điều khiển đây. Đấy. Một bộ như này nhá, yên tâm sử dụng. Mã số 16. 14 15 16 17. Ngày 20 tháng 11 đấy, bọn em 1.550.000 đấy. Riêng cái điều khiển của bác em đã mua hộ các bác là 265.000 rồi. 265.000 cái điều khiển nhá. cái điều khiển nhá. Để về các bác đỡ phải mua. Này. Này mình có 1.3 cái robot là thôi bác nhá, bảo hành bác 1 tháng nhá. Pin bao chạy 90 phút nhá. Đấy, pin cũ em trả các bác này. Ok chưa? Cái mã robot này cũng là sẽ là cái mã cuối cùng nhá, để bác nào thích điều khiển có điều khiển nhá. Thích cái cài đặt app có cài đặt app ạ. Là mặt kính thì nó không chạy được. Nó nhìn nó soi sâu đây, nó tưởng ở đây là khoảng trống nên nó không chạy. Các bác lưu ý như thế. Tình trạng em báo bác rất là rõ ràng, nhưng mà còn chạy dưới nền nhà mình gạch men thì chạy thoải mái. Các bạn ra ngoài gặp cái phần trống như này ở mép nhà hay cầu thang hay là ở đâu thì nó sẽ dừng lại thôi, xong nó lại quay đầu. Ok các bác nhá. Đấy, cái mã đấy cũng là cái mã cuối cùng, bây giờ là cũng khá là muộn rồi, 7:08-8:15 rồi. Em xin phép dừng video ở đây. Hẹn các bác qua video buổi sáng ngày mai. Chúc các bác một ngày mới an lành, chúc tất cả các thầy cô giáo thật nhiều sức khỏe. Hẹn các bác video buổi sáng ngày mai. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và gặp lại.